Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 69 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 5, chương 34, Sức nóng của cuộc thi biện luận. Hoạt động khiến sinh viên trường Đại học Thượng Hải hứng thú không phải là cuộc thi âm nhạc, vũ hội giao lưu hoặc là minh tinh nào đó tới biểu diễn. Mấy thứ đó không có nhiều thị trường ở Đại học Thượng Hải đại bộ phận cho rằng đơn thuần đó là một chuyện lãng phí thời gian của sinh viên trường là người tinh ranh lại sớm qua cái tuổi hâm mộ thần tượng rồi ngay cả minh tinh có tiếng tới trường cũng bị đối xử lạnh nhạt không có được yêu thích bằng một giáo sư có tiếng mấy cuộc thi tài ca hát cũng vậy chỉ bày ra tự tiêu khiển kiếm một chút náo nhiệt thôi còn vũ hội giao lưu chẳng qua là địa điểm tốt nhất cho đám nam sinh cô đơn và nữ sinh cô đơn phát sinh chút gì đó nơi này khác với đại học nước ngoài khi mà xã giao là tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp tố chất của học sinh. Quy mô vũ hội ở Đại học Thượng Hải không lớn, cũng không có chọn Queen và King. Có lẽ du học sinh ở diện quốc tế có tổ chức mấy cái thứ này, nhưng mà chắc ảnh hưởng không mấy, chả thấy ai bàn tán gì cả. Không khí mà nói là trường đại học tổng hợp xếp hạng năm toàn quốc, tất nhiên là kéo giãn khoảng cách với trường đại học bình thường đi theo đuổi minh tinh hoạt động giải trí vậy địa vị học thuật của trường để vào đâu cái thân phận của sinh viên đại học thượng hải để vào đâu đây chứ về mặt truyền đạt tư tưởng phải nói là trường đại học thượng hải làm rất tốt tạo dựng lên được sự kiêu ngạo của sinh viên về lịch sử nhân dân của trường tự nâng mình lên tầng cấp tinh thần thế cho nên thịnh hành ở đại học thượng hải là cuộc biện luận diễn giảng các loại tọa đàm về sáng nghiệp Mô phỏng thảo luận đề tài của liên hiệp quốc, tổ chức những buổi giải quyết tranh chấp quốc tế, những hoạt động thỏa mãn kích thích tinh thần, quỹ viên hội sinh viên vì vậy mà có địa vị nắm nguồn lực hành chính thành hàng hot. Không có biết bao nhiêu người muốn chui vào hội học sinh, tạo dựng quan hệ dây mơ đẩy má với hội học sinh là tranh thủ cơ hội tham gia vào các hoạt động này, muốn nổi tiếng trong trường, muốn thành tinh anh của trường học, muốn có một nét tô đậm trong lý lịch vì muốn trải đường vào thượng tầng kim tự tháp thì đây là một cơ hội tốt thế cho nên mấy cái vé tô sáng được phạm kỳ dịch cho thành là cái bánh thơm phân phức đường vũ bạn được tuyển vào hội học sinh rồi sao vừa học xong hai tiết buổi chiều đồng đồng lôi một đống đồ ăn giặt ở căn tiên trường về ngạc nhiên hỏi đường vũ trong những cái tin đồn gần đây về đường vũ chuyện gần nhất mới khơi lên đường vũ được tuyển vào của hội sinh viên hội sinh viên thời gian qua tuyên truyền tuyển mộ thành viên mới rất tốt lại thêm vào các hội biện luận sắp tới chủ đề về hội sinh viên càng được làm nóng nhiều người phải cạnh tranh vào hội sinh viên đường vũ lại được tuyển vào trước một bước tất nhiên là do đối xử đặc thù đường vũ vào hội sinh viên là nhờ phó hội trưởng mạc tuyết tích cực tiến cử từ khi mà vào trường đường vũ đã được mạc tuyết chú ý và tán thưởng với một lý lịch kiệt xuất đương nhiên là nhân tài của hội học sinh muốn tranh thủ. Học sinh sắp đối diện với vấn đề đủ phương diện của đối khóa, rất cần những cái nhân vật có năng lực gia nhập. Giả lại trong mắt của mọi người, cô gái như là đường vũ không vào hội sinh viên là lãng phí nhân tài, cũng là để giữ truyền thống tốt đẹp hội sinh viên luôn có cán bộ nữ tài sắc dạng toàn. Mạc Tuyết đánh giá rất cao đường vũ, có thừa thông minh, đủ mạnh mẽ lại không có thiếu sự kiên trì nỗ lực. Tuy còn hơi non nớt một chút nhưng mà tiềm lực rèn luyện lớn. Mạc Tuyết tin rằng tới năm thứ hai, thứ ba biểu hiện của đường vũ còn hơn xa mình. vị trí của mình về sau giao lại cho đường vũ cũng yên tâm hơn. Cũng vừa mới về không lâu đường vũ ra máy lọc nước lấy cốc nước uống chỉ đáp một tiếng rồi ngồi xuống bàn lật cuốn sách kinh tế đang xem dở lấy bút thánh thoát ra ghi chú trên đó cái bút này đã dùng rất lâu rồi đây là món quà đầu tiên tô sáng tặng cho cô ở hạ hải dù là đường vũ trả tiền lại cho tô sáng đường vũ dùng rất là thuận tay chăm chú nhìn sách thi thoảng có tiếng sột soạt, soạt phát ra từ phía ngồi bút di động trên bàn rung rung tin nhắn đường vũ cầm di động lên khuôn mặt xuất hiện cái nụ cười như băng tuyết tan chảy chẳng cần nói cũng biết là cái tên thầy giáo giả mạo gửi tới rồi đồng đồng nhìn một cái là biết ngay. Trong phòng hiện thời chỉ có hai bọn họ quen với thái độ bình thản đến nản lòng của đường vũ. Đồng đồng hào hứng thảo luận đủ mọi chuyện của hội học sinh. Đồng đồng tuy là thường ngày làm cái đuôi theo sao trình thông thông để hưởng sái từ mối quan hệ rộng của trình thông thông nhưng mà lại rất bội phục đường vũ. Buổi tối trình thông thông trở về hớn hở dậy mấy cái vé trong tay. Các bạn thân yêu, đoán xem mình kiếm được cái gì đây? Vé tham gia cuộc biện luận. Hôm nay, Phó Hội trưởng Hội học sinh mời mình ăn cơm. Chà, tướng mạo chả ra sao, ăn nói ngông nghênh làm ra cái vẻ ưu việt lắm. Bà cô đây, vất giả ứng phó, cũng vì mấy cái vé này. Hiện trên diễn đàn của trường, có người rào muốn mua 30 đồng một vé đi nha. Sao? 30 đồng? Nguyễn Tư Âu tặc lưỡi. Đủ ăn một bữa thịnh soạn rồi. Thông thông, bán luôn đi, kiếm chút tiền, chị em ta là một bữa lớn luôn. Có một chút tiền như thế, ăn được cái gì ngon lành chứ, mua một cây son cũng chưa đủ. Trình thông thông biểu môi, mà nói tới cái bữa lớn, không phải là nên do tô sáng mời khách sao? Đường vũ, cậu nên dục cậu ta đi chứ. Tới khi đó, chúng ta cùng đi xem biện luận kia có nhân vật ba đầu sáu tay gì, mà náo nhiệt như vậy chứ. Nguyễn Tư Âu thấy Trình Thông Thông nói chuyện lắm lúc rất là chướng tai. Cái gì mà mua một cây son không đủ? Có điều phải nói Trịnh Thông Thông là một cô gái rất tốt cho bạn bè, cho nên khó chịu nhưng mà không quá để bụng. Đồng đồng cười hì hì, bán đi một vé, mua ít đồ ăn giặt cũng được mà. Đường Vũ chắc chắn không có cần đâu, cô ấy được tuyển vào hội sinh viên rồi. Thông Thông, sau này chúng ta có nguồn trực tiếp, không có cần đi lấy lòng cái đám khó ưa kia đâu. À, chúc mừng cậu đường vũ nha. Trình thông thông, miệng nói thế, nhưng mà trong lòng không khỏi có một chút hụt hẳn. Hôm nay cái tên phó hội trưởng kia thật sự rất khó chịu, cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Lại nghĩ tới cái lần trước, ở hồ bơi, chiêu đãi tu sáng no mắt rồi, thầm nghiến răng nghiến lợi, không để cho y được lợi miễn phí như thế, dứt khoát phải xẻo một phen mới được. Buổi biện luận khách quý được tổ chức vào tối thứ sáu vì tiếp tới là hai ngày nghỉ cuối tuần cho nên càng thêm đông đúc. Phòng 602 đang trên đường đi tới nhà đa năng của trường. Tiêu hút có vẻ hồi hộp hỏi. Lão đại, thật chứ, bạn cùng phòng của đại tẩu cũng tới sao? Lý Hàn đập lưng hắn bóp một cái. Sao mà nghe tới mỹ nữ là thế vậy? Trấn định đi, đừng có làm mất mặt phòng 602 của chúng ta đó. Tiêu hút dù duyên vô cớ bị Lý Hàn đập cho một cái, làm cho lão đảo suýt ngã trong lòng thoáng qua một chút quán hận. Có điều nhìn bắp tay của Lý Hàn to bằng bắp đùi của mình, đành phải nhịn thôi. Hôm nay tiêu hút, thay cái trang phục khắc khổ thường ngày của hắn, đổ sang áo phong vàng, quần ngố, làm cho khuôn mặt nhợt nhạt, vì thiếu nắng, thêm vài phần sức sống. Mấy người bạn cùng phòng của đường vũ đều là nữ sinh xinh đẹp. Lần đầu tiên cùng các cô gái xinh đẹp tham gia cuộc thi tài, tất nhiên là phấn khích rồi. Tu sáng được Phạm Kỳ Dịch cho tới năm phiếu, cho nên mời luôn cả đường vũ đi cùng. Trải qua một tối náo nhiệt với bạn bè, cũng đã tô điểm thêm cho cuộc sống đại học hạnh phúc của cả hai. Kết quả, đường vũ cũng có vé, không cần vé quỳ. Hai phòng đều có vé, tất nhiên hẹn đi cùng với nhau. Dù sao, đi cùng bạn bè càng đông càng vui. Quyển Năm, chương 35, sức nóng của cuộc thi biện luận. Tiêu hút thì không vui, vốn tưởng là hai phòng với nhau thôi, kết quả tới cái chỗ còn có thêm mấy người nữa, nhất là có cả hai nam sinh trong bề ngoài rõ ràng ăn đứt hắn. Đó là nhóm bạn của Nguyễn Tư Âu, biết phòng của Nguyễn Tư Âu có vé, tất nhiên tụ tập đi cùng. Hai nam sinh kia dáng tích cực thể hiện muốn thu hút sự chú ý của đường vũ. Thấy tù sáng đi tới, trùng hẳn xuống, hiện giờ trong giới sinh viên mới chẳng có mấy ai không biết nữ thần đường vũ đã là danh hoa có chủ rồi nhưng mà chẳng ai cam tâm nhất là sinh viên tự cao của đại học thượng hải ít phục người khác thế nên có cơ hội là tận lực muốn lọt vào mắt xanh của đường vũ bề ngoài đôi bên vẫn hài hòa bắt tay nhau tu sáng thầm chửi cái đám khốn kiếp muốn khoét góc tường của mình không ít rồi mặc dù không có lo lắng gì ở phía đường vũ nhưng ai mà thích cứ là có đứa con trai khác lãng giảng dè giảng bạn gái của mình phải làm gì để mà dằn mặt cái đám này đây cho chúng biết thân phận một chút đi gặp thêm vài người bạn các bạn đợi ở đây lâu rồi sao đường vũ thấy tù sáng liền nở nụ cười thần thánh sinh động hẳn lên khiến cho mấy nam sinh kia phải ghen tị vui vẻ chào hỏi cái đám lý hàn lý hàn cười hề hề giọng thiểm tay quang quang cho tới cả phố cùng nghe thấy không sao, đợi đại tẩu có lâu thế nào cũng không phải là lâu. Đường vũ hơi đỏ mặt, vẫn tự nhiên nắm lấy tay của tô sáng. Tiểu hút định thể hiện một chút bản lĩnh trước mặt của các mỹ nữ, nhưng mà đang theo thói quen, chỉnh kính, tạo dáng, thì trình thông thông, tay chống nạnh nói với tô sáng. Ê, tô sáng, đừng quên mời khách nha, cả phòng tôi đang mỏi mắt rồi. Nguyễn Tư Âu và Đồng Đồng ngạc nhiên nhìn nhau. Từ khi nào mà Trình Thông Thông và Tô Sáng trở nên quen thuộc tới mức tùy tiện như vậy rồi. Phải biết rằng trước mặt của người ngoài, Trình Thông Thông luôn rất là thuộc nữ. Nguyên nhân Tô Sáng sao có thể nói ra, cười gật đầu. Được, mọi người rảnh khi nào? Thứ hai tuần sau có được không? Đường Vũ không có nói tiếng nào trong chuyện này, cho nên Trình Thông Thông nghiễm nhiên trở thành đại diện của phòng. Vậy thì thứ hai đi, bọn này rảnh vào buổi chiều, lúc đó đi đâu cũng được, Nguyễn Tư Gầu cũng giới thiệu bạn bè của mình. Trong đó có một cô gái tên là La Tiểu Tiểu đều là đồng bọn cùng vào trường với cô. Phải rồi, giới thiệu với mọi người, đây là Lưu Dương. Anh ấy học năm thứ ba khoa kinh tế cộng đồng thuộc hội sinh viên, là tài tử khoa kinh tế đây. Hôm nay là thành viên phe đỏ tham gia biện luận. Trình Thông Thông không quên phát triển mối quan hệ của mình. Chỉ vào một nam tử hơi béo, mặc áo phong CK cổ cứng, đi giày adidas mồm hơi lệch giới thiệu đây là người đã bị trình thông thông lừa vé lưu dương khiêm tốn xua tay tài. tài tử gì đâu chứ mọi người đồn quá lên thôi nói vậy nhưng mà ngực cũng ưỡn lên đôi chút đội biện luận tới trường ta hôm nay là người đại học ngoại ngữ trước đó vừa mới đánh bại trường quốc tế đại chuyên đề tài biện luận hôm nay là tự do và tài phú quan hệ tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch trường ta ở phe đỏ bảo vệ quan điểm chính diện tài phú càng nhiều tự do càng cao tù sáng để ý trán của lưu dương lấm tấm mồ hôi không biết có phải do căng thẳng hay không la tiểu tiểu ồ lên một tiếng đề tài này rõ ràng bên đỏ có phần thắng cao hơn rồi nghe thì có vẻ như vậy đó lưu dương xua tay cười nhưng mà đừng đánh giá thấp đội biện luận của đại học ngoại ngữ chủ lực của họ là đồng tiểu giai năm 2 khoa truyền thông. Lần trước trường của ta cũng một lần thử sức với họ, có thể nói người đấu lại được cô ấy không nhiều đâu. Mấy trường liên minh IV gửi offer cho cô ấy, tranh nhau như là cá mập tranh ăn vậy. Người Thượng Hải có cái tính đó, thi thoảng nói chuyện, chêm vào câu tiếng Anh. Lý Hàn không có rõ động tiểu giai là ai, huýt huýt từ điển sóng Trương Tiểu Kiều, hắn mới bực mình nói tài nữ của Đại học Ngoại ngữ Á quân biện luận thành phố. Lưu Dương gật đầu nói nhỏ, đúng là thế, nếu như mấy vị học trưởng năm cuối chịu xuất sơn á, mới có khả năng đấu với nhà đầu mồm mép đó. Có điều câu lạc bộ biện luận xưa nay á, không có thèm để ý tới hội sinh viên. Hội sinh viên cũng không có chịu bỏ thể diện xuống, thừa nhận mình không có người đi mời họ. Nên chẳng có biết nha đầu động tiểu dài đó tung hoành thế nào, trạng thái của hôm nay không được tốt. Thôi, chúng ta vào đi. Mọi người cùng tới nhà đa năng tổ chức biện luận. Sân lát gạch đỏ bên ngoài, toàn người là người. Hội sinh viên kê mấy cái bàn ở cửa kiểm tra vé. Dòng người xếp hàng phải dài cho tới 20 mét. Bọn họ đều là sinh viên năm thứ nhất, cho nên hết sức ngạc nhiên vì cái cảnh đông đúc này. Không ngờ một buổi biện luận lại có sức hút như vậy chứ nên đi hơi có sát giờ mà hiện trời đã sẩm tối rồi. Nhìn tình hình này á, sợ vào bên trong không còn chỗ phải chia nhau ra mất. Đường Vũ, em tới rồi sao? Có một nữ sinh đang cùng một nhóm người nói chuyện, thấy bọn họ đi vào dãy tay gọi. Đó là phó hội trưởng Mạc Tuyết đang bố trí hiện trường. Theo chị, có đường riêng dành cho ban tổ chức. Mấy đứa đứng ở đây á, thì khi nào mới vào được chứ? Nhanh chân, đừng có để người ta phát hiện đó mọi người mới dội dàng theo sau. Tu Sáng đột nhiên bị Lưu Dương bấu chặt lấy tay kéo ra. Cái tên béo này trông vậy mà cực khỏe. Tu Sáng cao hơn hắn nửa cái đầu mà bị hắn kéo đi mấy bước khỏi có kìm lại được. Chưa có kịp nổi giận thì bị nhét cả tài liệu vào tay giọng gấp gáp. Không xong, không xong rồi, tôi phải đi vào nhà vệ sinh giải quyết một chút nha. Cậu cầm lấy, đợi tôi, giúp tôi một chút đi, cảm ơn mà. Anh đi ị mà kéo tôi theo làm gì chứ Lúc nãy đã nhìn thấy hắn không có bình thường rồi Còn tưởng hắn căng thẳng Thì ra là tiêu chảy Nghĩ chỉ muốn gỡ cái móng lợn của hắn ra Tô sáng rủa thầm trong lòng Đường vũ và mấy người bạn Được mặt tuyết dẫn đường Đang chen cái đám đông đi vào Vì quá đông cho nên mọi người Chỉ tiến lên không có ai quay đầu lại Cho nên tô sáng đành nói Vậy anh nhanh lên nha 5 phút thôi đó Được 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 lưu dương chạy ù về phía nhà vệ sinh năm phút sau lưu dương ôm quần chạy ra tô sáng đã đợi cho tới suốt cả ruột rồi không biết mình vào còn có chỗ mà ngồi cạnh đường vũ không vừa nhét tài liệu trả lại cho hắn thì lưu dương hai tay bấu chặt vai của tô sáng tôi cố nhịn chạy ra đó vì không có muốn cậu đợi lâu người anh em tôi không ổn rồi không có biết ăn phải cái gì nữa cậu nói với người hội học sinh giúp tôi một chuyến đi bảo họ tìm người khác thay tôi. Mau kế sơn của khoa triết học đi. Tấm hậu xúc của khoa văn bác đều được nha. Nhờ cậu, tôi nhờ cậu đó. Lưu Dương nói rất nhanh, không có đợi Tô Sáng trả lời. Ôm quần, chạy như bay. Tô Sáng đứng ngớ ra, cái chuyện quỷ gì thế này? Còn nữa, tìm ai ở hộ sinh viên đấy? Ghế ngồi màu xanh ở nhà đa công năng xếp thành từng khu nơi này thường được một số khoa diện dùng làm nơi tổ chức dạ tiệc luyện tập thể thao hoặc thi đấu một số môn không cần sân quá rộng như bóng bàn cầu lông nơi này rộng hơn cả giảng đường lớn đã tổ chức buổi lễ ra mắt sinh viên mới nhưng mà cũng không có thiết kế kiểu bậc thang cho nên rõ ràng người tới sao rất thiệt thòi mặt tuyết dẫn mọi người tới gần hàng đầu chỉ xếp sau chỗ dành cho tuyển thủ hội sinh viên ban giám khảo tầm nhìn rất tốt đường vũ lúc này mới thấy bất thường nhìn ngó xung quanh lý hàn nhận ra hỏi này có ai thấy lão đại đâu không vậy hả tưởng cậu ấy đi ngay bên cạnh chứ lúc đó quá đông đùng đùng đẩy đẩy ai cũng cố chen về phía trước lúc này ổn định lại đếm người thì tu sáng không cánh mà bay chắc là lạc mất rồi gọi điện thoại cho cậu ấy đi đồng đồng nói Đường Vũ bấm điện thoại cho Tô Sáng. Bạn, ở chỗ nào vậy? Sao mà không thấy? Ừ, dậy nhanh lên nha, nếu không hết chỗ đó. Cúp điện thoại nói với mọi người. Chúng ta vào chỗ thôi, cậu ấy giúp một học trưởng xin nghỉ. Mọi người chuyên môn dành một chỗ ở giữa cho Tô Sáng. Có người định tới ngồi xuống đã bị Lý Hàn dọa cho chạy hết rồi. Quyển 5, chương 36, Ma xui Quỷ Khiến ghế ngồi đã hết tuy có dùng vẻ hạn chế số người bằng số ghế bố trí nhưng mà những người dùng quan hệ để vào được bên trong cũng không ít thế cho nên hai bên đường đi có rất nhiều người đứng xem ở con đường dành riêng cho ban tổ chức được bố trí ở gần sân khấu tạm thời đội biện luận của đại học ngoại ngữ được giáo viên và hội học sinh dẫn vào đi đầu là một cô gái dốc dáng tầm trung tóc cắt ngắn ngang tai trang điểm nhẹ chính là biện thủ hàng đầu của đại học ngoại ngữ á quân cuộc thi biện luận toàn thành phố năm ngoái đổng tiểu giai một nam sinh ảo tưởng có một chút thất vọng cô gái này không phải là mỹ nữ như trong tưởng tượng dung mạo chỉ được tính là ưa nhìn cánh môi hơi mỏng tráng cao nhưng có một đôi mắt sáng tự tin sắc sảo rất có thần có phong thái của nữ cường nhân người đại học ngoại ngữ đều biết đổng tiểu giai không có tầm thường cô tham vọng trở thành MC của đài truyền hình Thượng Hải. Có người thậm chí so cô với MC lỗ dự của chương trình Lỗ Dự Có Hẹn đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng cho rằng Đỗng Tiểu Giai trong tương lai sẽ không hề kém lỗ dự. Ánh mắt của mọi người chỉ chú ý tới Đỗng Tiểu Giai một giây vì cô gái đi đằng sau khiến cho hội trường không ít tiếng náo loạn. Một dốc người cao ráo, áo thun, dệt kim trắng, ngắn tay dơ lên là rốn hở ra ngoài áo chắc cơ đen phối hợp với một chiếc quần jean thẩm màu đeo kính đen, môi tô son đỏ mái tóc hung hung tóm lại giữ đỉnh đầu tạo thành một cái đuôi ngựa cánh môi mang cái đường cong khó miêu tả bước đi như thế không có ai xung quanh vẻ bề ngoài rất ngon đó không có che giấu được phong thái điềm tĩnh sự điềm tĩnh đó lại toát lên cái chút gì đó không yên phận suy nghĩ nảy ra trong đầu không ít người là yêu tinh chính là lâm lạc nhiên tu sáng vừa mới bước vào nhà đa năng thì thấy cảnh này trong một giây còn tưởng là cô gái nào giống thôi nghiến răng kèn két nha đầu này tới đại học thượng hải tham gia thi đấu biện luận mà không nói với mình và đường vũ một lời nữa hôm qua gửi tin nhắn hỏi tình hình nha đầu này chỉ trả lời bằng đúng có một chữ bận sự xuất hiện của Lâm Lạc Nhiên khiến không ai chú ý tới hai biện thủ khác đi phía sau nữa. Nhưng mà nhìn bọn họ sang đất địch mà lại chẳng có một chút khẩn trương nào, đủ biết rất có kinh nghiệm chinh chiến. Ba nữ một nam, đúng như cái lời đồn âm thịnh dương suy ở Đại học Ngoại ngữ. tu sáng không nhìn thấy đường vũ nhưng mà đoán được lúc này đường vũ đang một tay che miệng, kinh ngạc nhìn lên sân khấu. Phía tiếp đại hội sinh viên là Phạm Kỳ Dịch, kim luôn cả MC, trông rất đỉnh đạt, đang ra chào hỏi các thành viên của Đại học Ngoại ngữ. Lâm lạc nhiên, bỏ kính đèn xuống, giữ nụ cười thân thiện, tay đi cầm di động bấm tin nhắn. Đám làng sói của Đại học Thượng Hải không bỏ qua một ánh mắt một nụ cười nào của Lâm Lạc Nhiên. Có người đứng dậy chụp ảnh, thậm chí có người nói ra được cô đang dùng chiếc Samsung A288, hai màn hình. Ở một góc không ai chú ý, di động của tô sáng rung lên ý thức được điều gì khóe miệng của tô sáng nhếch lên lấy di động trong túi quần ra tin nhắn của lâm lạc nhiên hiện giờ tôi đang ở nhà đa năng của đại học thượng hải nếu muốn gặp dắt chân lên cổ mà chạy tới đi may ra còn kịp đó lâm lạc nhiên thu điện thoại lại thầm đắc ý khi mà nghĩ tới tô sáng chắc đang hả hốc mồm không có nói được gì rồi sau đó ngoan ngoãn chạy tới xem bản cô nương tắm máu đại học Thượng Hải đây. Tô Sáng nhìn màn hình dở khóc dở cười. Nha đầu này luôn làm việc không có theo một cái kiểu nào hết, hoàn toàn tùy hứng. Trương Tiểu Kiều tinh mắt chỉ về phía 3 giờ. Kìa, Tô Sáng đấy. Mọi người nhìn theo, thấy Tô Sáng vừa mới vào bên trong, đang nhìn quanh quất tìm kiếm. Lý Hàn đứng dậy dãy tai, hắn là nhân vật có tình tiêu chí, rất dễ phát hiện. Tô Sáng liền dãy tài đáp lại chỉ cái chỗ tài liệu ý nói xong việc sẽ qua tìm thấy Tô Sáng rồi mọi người không có gấp nữa bắt đầu thảo luận về tuyển thủ của đại học ngoại ngữ Đường Vũ không tham gia lúc mà nhìn Lâm Lạc Nhiên lúc lại nhìn Tu Sáng trong cái thời gian chờ đợi bắt đầu đồng đồng cứ như có cái túi thần của Doraemon lôi cái đống đồ ăn giặt ra chiêu đãi một người của hội học sinh đi lại xung quanh duy trì trật tự Nhìn thấy thẻ đại biểu trên tay của Tô Sáng, hiểu lầm y là biện thủ thúc giục, "Cậu còn đứng ngay ra đó làm gì nữa, mau lên đi, không muộn mất bây giờ." Nói xong, chuyển cái bài thi dùng ngăn cách đẩy Tô Sáng vào khu hoạt động. "Không, không, không phải, có một anh tham gia biện luận không có tới được, cho nên nhờ tôi, người kia chẳng nghe Tô Sáng giải thích, nhanh chóng kéo bàn ngăn cản mấy cái tên định thừa cơ chen lên quát. Lùi lại đi Chỗ này dành cho người có phận sự thôi Các người là sinh viên hay là lưu manh vậy Có ý thức một chút đi chứ Phạm Kỳ Dịch Giao lưu với bên đại học ngoại ngữ xong Quay sang bên mình sốt ruột hỏi Lưu Dương sao mà còn chưa tới vậy Bảo hắn nhanh lên chứ Tôi không có trì quản được lâu đâu Không biết nữa Cái thằng này đã biến mất vào lúc quan trọng dây trời Chủ biện của Đại học Thượng Hải rất là bực bội các cậu nói chuyện với bọn họ để tôi đi tìm cho. Phạm Kỳ Dịch nói xong liền xuống sân khấu tìm người. Lã Thùy Dung, biện thủ nữ của Đại học Ngoại ngữ, quan sát nói, bọn họ thiếu một người rồi. Không có thành viên của câu lạc bộ biện luận, cứ tưởng là họ đánh nghi binh. <laughs> hơi thất vọng rồi. Đỗng tiểu dài khoanh tay trước ngực, cái môi mỏng hơi miếm lại quyết định. Lạc nhiên, hôm nay em làm chủ biện. Hả? Em sao? lâm lạc nhiên đang đợi tin nhắn của tô sáng cho nên không có tập trung lắm biện thủ nam duy nhất tên là triệu chí cường ăn mặc chỉnh chu không hài lòng cô ấy chưa có đủ kinh nghiệm đâu đây đâu phải là thi đấu giao lưu trong trường đâu thế nên mới cần rèn luyện lấy kinh nghiệm nếu không á kinh nghiệm ở đâu ra mà có động tiểu dài không thèm nghe hắn nói chỉ nhìn lâm lạc nhiên thế nào không thành vấn đề lâm lạc nhiên không có chút ngần ngại nào Lần này tô sáng vừa lỡ ngớ bị đẩy vào khu hoạt động. Một nữ sinh phụ trách thấy thẻ quỳ liền vui mừng tới đón tô sáng. mau lên, chúng ta đã muộn mất rồi đó. Tô sáng lấy thẻ của Lưu Dương ra nói. Anh ấy bị tiêu chảy, đi nhà vệ sinh rồi, bảo tôi nói với mọi người. Bảo cậu thay thế sao? Thôi được rồi, được rồi, ai cũng được, nhanh lên. Thế là tô sáng bị đẩy lên sân khấu tạm thời, dùng dáng gỗ ghép lại tu sáng chỉ muốn chửi um lên thế này thành hiểu lầm lớn rồi thấy một người hội sinh viên đi tới lần này mới rút kinh nghiệm không có đợi đối phương có hành động đã nói nhanh tôi không phải là biện thủ đâu lưu dương có chuyện không có tới được bảo tôi chuyển lời tìm mau kế sơn tống hạo soái thay thế cho anh ấy nói xong mới thở phào không khác gì táo bón rặn được cục phân bự người kia bực mình dặm chân mẹ cha nó sớm không sinh bây giờ làm sao mà tìm được người thay thế nhìn thấy tài liệu trong tay của tô sáng vỗ tay nói thôi cậu lên đi nắm chắc thì nói không chắc thì đừng có dễ mắc lỗi cho người ta lợi dụng là được còn ba biện thủ nữa không lo bảo tôi an bài tôi chịu trách nhiệm cậu cứ lên đi tôi tôi chưa có chuẩn bị sợ cái gì biện luận đều là lâm thời phát quy tài liệu chỉ là phụ sinh viên đại học thượng hải chúng ta ngán sao người ta nói tới mức đó rồi Tu sáng không có từ chối nữa gật đầu nha đầu lâm lạc nhiên cố tình tới đây rồi mới nhắn tin chẳng phải là muốn mình bất ngờ sao xem lát nữa ai há hốc mồm ra nha giả lại nói tới biện luận tô sáng có sợ gì ai chứ ở mỹ y có cái mồm này mà đã thành danh đó quyển năm chương 37 cuộc thi biện luận trước tiên xin cảm ơn các vị lãnh đạo khách quý cùng toàn thể các bạn có mặt ở đây. Hôm nay, đoàn quỹ, hội sinh viên của trường phối hợp với tổ chức cuộc thi biện luận khách quý. Phạm Kỳ Dịch vừa thông báo đã đủ người dội lên sân khấu giới thiệu. Hôm nay có một vị giám khảo tối còn phải ra sân bay, ra nước ngoài. Bố trí thời gian rất chặt, không có thể trì hoãn thêm nữa. Đang nói thì thấy tù sáng ở đầu xuất hiện trên sân khấu, khựng lại. Tô Sáng bước nhanh về phía cái bàn dành cho đội đại học Thượng Hải. Đội màu đỏ, nghĩ chuyến này mình đúng là Lâm Sung đã bị ép lên lương sơn bạc rồi. Làm cái bộ dạng cùng lắm thì một đao chém vào cổ đi tới bàn biện luận chào mọi người rồi mới ngồi xuống. Đường Vũ thấy hết toàn bộ quá trình Tô Sáng từ khu hoạt động cho tới khi lên sân khấu. Đoán ra được 7 tám phần sự việc rồi. Cho dù cảm thấy quá quan đường song cô không có lo, thậm chí còn có một chút trong đợi. Tô Sáng được trường Exeter đánh giá là nhà biện luận mà. Cái miệng của Tô Sáng rất lợi hại. Chỉ có điều bộ dáng của Tô Sáng thật không có khen nổi rồi. Những người tham gia biện luận đều là ăn mặc tương đối, chính thức nghiêm chỉnh. Còn y thì sao? Cái quần ngố, đủ thứ túi, trông như là một dân phóng viên vậy. Áo phong hình đầu lâu, lại còn lệch sệt cái dép tông hình tượng không có thể tệ hơn được nữa. Đám trình thông thông trợn có mắt nhìn đường vũ, đợi giải thích. Bọn họ đâu có nghe nói tu sáng sẽ tham gia buổi biện luận đâu. Đường vũ tức cười nhưng mà không biết phải nói thế nào đây. Có người cùng lớp ngồi sau cái đám lý hàng chỉ tay nói không phải là lớp trưởng của chúng ta sao? Trương Tiểu Kiều hiếm khí thộn ra như vậy ngơ ngơ gật đầu. Còn ai vào đây nữa? Hai bên đã đủ người ở dưới vỗ tay rào rào, chẳng có qua ai quan tâm tù sáng là ai. Y từ đâu mà chui ra, y chẳng qua chỉ là một thành viên của đội biện luận tham gia thi đấu thôi. Bọn họ chú ý tới hai bên giao phòng thế nào. Bọn họ cũng chờ đợi được nghe giọng nói của cô gái xinh đẹp kia. Nhưng mà cũng có người tình ý nhận ra, ngồi đầu bàn phía đội xanh không phải là đổng tiểu dài, mà là một cô gái có vẻ ngoài cực ngông kia. Tù sáng, vốn tưởng lâm lạc nhiên sẽ giật mình, nhưng mà đối diện với y là một ánh mắt muốn giết người đang chầm chầm nhìn mình. Vị đại tiểu thư này đúng là khó chịu rồi. Bản thân cố tình đến đây mới nhắn tin thì không sao. Mình làm một chút bất ngờ thì tức giận hả? Không thèm để ý tới nhà đầu điên khùng này. Đỗng tiểu dài nghi hoặc nhìn Lâm Lạc Nhiên. Làm sao vậy? À không có gì. Lâm Lạc Nhiên thoáng một cái khôi phục nụ cười ngọt ngào nhìn về phía tô sáng đầy thâm ý phía dưới một chút ầm ĩ chỉ thấy lâm lạc nhiên đứng dậy giơ bàn tay trắng trẻo ra hướng tới đội biện luận của đại học thượng hải cánh môi đẹp đẽ nhếch lên kinh miệt rồi giơ một ngón tay cái xoay 180 độ chĩa xuống dưới còn chưa có thi đấu mà không khí đã nóng lên rồi tôi thích cô bé này có cá tính đó nhà không ít cái tiếng phấn khích tán dường, sự quan dại của lâm lạc nhiên làm cho bọn họ cảm thấy ngứa ngái dám coi thường trường của ta không ra gì, cho rằng trường ta không có còn ai nữa sao? Có người đứng dậy hét lớn, cho cô ta biết sự lợi hại của nam nhân Đại học Thượng Hải đi. Tu sáng thầm thè lưỡi, cô nàng này á, tác chiến đất khách mà còn dám ngang nhiên khiêu khích, đúng là khó thuần. Thật sự làm cho người ta muốn đè ra đánh vào mông. Tô sáng không có coi lâm lạc nhiên thành kẻ địch không có được nữa rồi. Thái độ của Lâm Lạc Nhiên vừa rồi rõ ràng nhắm vào mình. Nói ra đây sẽ bị cô nàng á, dẫm dưới chân. Mình ghét nhất là bị khiêu khích. Tù Sản nghiến rằng nếu mà thua nha đầu này á, về sau đừng có hồng ngẩng đầu lên được. Xa đâu á, chưa nói nghĩ tới Lâm Trú Vũ Dương Quy Quy gọi điện trêu chọc là sôi máu rồi. Giá lại đường vũ ở dưới nhìn lên cái thể diện này không thể mất rồi. Nếu không không phải chỉ một mình mình mất mặt Nghĩ thế mới nhìn về phía đường vũ Bắt gặp ánh mắt tin tưởng có tác dụng hơn Bất kỳ sự khích lệ nào trên đời Tô sáng khẽ gật đầu đáp lại Nha đầu lâm lạc nhiên Ương ngạnh Hôm nay cho thưởng thức một chút phong thái Của nhà biện luận nha Tô sáng ném tài liệu lên trên bàn Đúng thế Biện luận nói cho cùng Là lâm thời phát huy vẻ mặt thay đổi Từ miễn cưỡng trở thành nhàn nhã chờ đợi Phạm kỳ dịch là nhân vật từng trải nhanh chóng trấn định lại ra hiệu cho mọi người trật tự tiếp theo chúng ta chào đón ban giám khảo giáo sư trương kế đông đại học ngoại ngữ giáo sư tôn kiêu của học viện pháp ngữ giáo sư dư đông đông dạy môn tiếng tây ban nha thầy dương diệu hoa giới thiệu chỉ là thể hiện sự tôn trọng ban giám khảo không có đứng dậy vỗ tay chào khán giả như trong tivi Bọn họ là người làm học thuật, không có coi trọng lắm chút hư dinh hảo quyền đó. Nhân vật chính hôm nay là những biện thủ. Phạm kỳ dịch đợi tiếng vỗ tay lắng lại thì mới nói tiếp. Vậy bây giờ chúng ta làm quen với biện thủ hai bên, xin mời tự giới thiệu. Phía dưới yên tĩnh hẳn, qua sự tự giới thiệu sẽ giúp cho người ta thấy được nhiều thứ. Lâm Lạc Nhiên, năm nhất Học viện Tài chính Quốc tế, cảm ơn. Lâm lạc nhiên cười nhẹ khác hẳn với thái độ hung hăng khi nãy. Nhưng có lẽ lúc này không có ai mắc lừa bởi vẻ bề ngoài đó. Phía dưới ồ lên không phải là đổng tiểu dài gian danh xa gần mà là một nữ sinh năm đầu làm chủ biện sao? Thế này có quá coi thường đối thủ không vậy? Bên phía đầu xanh sắc mặt khó coi. Đổng tiểu dài sinh viên năm 2 khoa tuyên truyền cảm ơn. Giọng nói của đổng tiểu dài trong trẻo không ngờ Triệu Chi Đông, năm thứ ba, diện Pháp học, cảm ơn. Anh chàng này, cái mặt khó đầm đầm, cứ như là trước mặt toàn là những người nợ tiền mình. Dương Hiểu Minh, năm ba, khoa gian học nước ngoài, chủ biện, cảm ơn. Đó là chủ biện của Đại học Thượng Hải, người tầm thước, mặc một bộ jean khá bụi, từng là thủ khoa cao khảo gian chiết, bình thường có sở thích rất rộng. Giới thiệu từng người từng người một, bình đạm, tự tin, cuối cùng tới lượt tô sáng. Tô Sáng, sinh viên năm thứ nhất, học viện quản lý, cảm ơn mọi người. Có những hai học sinh năm thứ nhất tham gia cuộc biện luận liên trường rất hiếm có. Không biết là tài năng vượt trội hay là nghe con không có biết sợ hổ chứ. Lão đại, làm thịt con bé đó đi. Không khí đang yên tĩnh, đột nhiên có một tên cao lớn lừng lửng như là trâu nước, đứng dậy bắt tay làm loa rống lên. Thoáng sững sờ, mọi người cười ầm ĩ, quýt sáo la hét không khí đột nhiên sôi sùng sục. Trương Tiểu Kiều đá chân tiêu hút, bắt hắn đổi với mình, ngồi bên cạnh cái tên này xấu hổ quá. Phạm Kỳ Dịch hắn giọng, nói lớn ác đi. Được rồi, được rồi, cảm ơn biện thủ của hai bên. Đề tài của chúng ta là tự do và tài phú, tỷ lệ thuận hay là tỷ lệ nghịch. Bạn cần có nhiều tiền thì càng tự do hay mất tự do. Bắt đầu giai đoạn lập luận, chúng ta hãy xem đôi bên bắt đầu thế nào đây mọi người nghe phạm kỳ dịch giảng giải quy tắc thời gian yên tĩnh lại đợi mở đầu là bên bảo vệ chính diện phía đại học thượng hải mở đầu trước đại khái nói tài phú mang tới tăng trưởng vật chất cùng với tăng trưởng tinh thần do mộng tưởng thành hiện thực mở rộng phạm vi lựa chọn cá nhân từ đó có tự do lớn hơn dương hiểu minh tổng kết lại quan điểm của mình tài trong tài phú là bối trang sức thêm tài tức là tài liệu mà thôi. Còn phú trong tài phú là một người cày một mảnh ruộng mà thôi. Đã nói lên vừa có tài phú tinh thần lại vừa có tài phú vật chất. Đào Nguyên Minh nói thải cúc đông ly hạ du nhiên kiến nam sơn. Tinh thần và tài phú thống nhất đó là tự do tự tại. Nam Sơn đào tìm, buộc liều ở chỗ người ta, xa nơi xe ngựa lại qua ồn ào. Hỏi anh, anh có thế nào? Lòng xa đất tự nghiêng vào như không. Cúc vàng hái dưới rào đông, núi nam thanh thản đứng trong thỏa lòng. Lý luận không phải là chặt chẽ thuyết phục, nhưng mà thể hiện được kiến thức rộng. Mở đầu đương nhiên chỉ cần đơn giản thôi, đợi thăm dò đối phương rồi mới phản kích được. Quyển 5, chương 38, cuộc thi biện luận Lã Thùy Dung, biện thủ đồ xanh là người đầu tiên đưa ra ý kiến phản biện. Mọi người nghĩ xem đợi khi mà chúng ta có tiền ở nhà biệt thự đi xe sang nhưng mỗi ngày công tác vất vả, môi trường làm việc cạnh tranh gây gắt. Chỉ vì duy trì chi phí bảo dưỡng xe, trả tiền, làm sạch cái hồ bơi biệt thự. Mỗi ngày mệt nhọc về nhà giúp việc mở cửa hỏi tôi có thể giúp gì cho bạn có thấy tự do hơn được cha mẹ mở cửa hỏi con về rồi sao? Mọi người gật đầu ngẫm nghĩ vấn đề này khó trả lời. Lý Hàn cười lớn rất phổi bọ. Nếu mở cửa là một cô vợ xinh đẹp như là đại tẩu của chúng ta thì không phải so sánh nữa rồi. Đường Vũ đỏ mặt, tiêu hút, ngầm dơ ngón tay cái tán thưởng Lý Hàn. Đừng có để ý vẻ ngoài của Lý Hàn đánh lừa. Nếu nghĩ hắn là một tên dai u thịt bắp là sai lầm lớn. Đừng quên, Lý Hàn dựa vào cái chân tài thực học mà thi vào Đại học Thượng Hải. Không chỉ là thành tích học tập tốt mà chơi thể thao rất nổi bật. Tù Sáng từng đánh giá Lý Hàn có thể xếp ngang với một nhân vật như là nhạc tử giang của Nhất Trung. Thậm chí nếu đẹp trai như là nhạc tử giang thì còn nổi hơn nữa. Hai bên mới lần lượt đưa ra ý kiến về chủ đề. Vì là đang khai đề cho nên không có tranh luận đối đáp trực tiếp. Tù Sáng vừa đọc xong phần khai đề do Lưu Dương chuẩn bị kết thúc giai đoạn 1, thì Lâm Đặc Nhiên không có đợi Phạm Kỳ Dịch tuyên bố giai đoạn 2, tranh luận, tiếp tục đứng dậy cười nhạt, tấn công luôn. Đối phương chỉ là nói tới cái lợi do tài phú mang lại, dùng ví dụ khơi lên sự đồng cảm làm dẫn chứng, dùng tư duy cực đoan để mà dẫn dắt chúng ta nhìn về cuộc sống ảm đạm của người thiếu tài phú. Mơ ước có tài phú để thực hiện mộng tưởng, nhưng mà khiến cho mọi người làm lạc không có nhắc tới trong quá trình theo đuổi tài phú cùng với có được tài phú rồi chúng ta phải dứt bỏ bao nhiêu mộng tưởng bị bao nhiêu sự trói buộc nếu tư duy phe đỏ mà vẫn cứ lẫn quẩn ở cái mức độ này thì tôi rất thất vọng tôi mong được những cái luận điểm cao hơn cơ vì câu này nhắm vào luận điểm của tô sáng đưa ra cho nên y phải tiếp buộc miệng nói luôn chúng tôi chỉ là nói mấy cái lời tốt đẹp mà đã bị chụp mũ là tư duy cực đoan quá rồi tầm nhìn cũng hơi hạn hẹp quá đấy cái gì lâm lạc nhiên nhướng mày lên ánh mắt bén nhọn làm người không có đủ tự tin bất giác né tránh chúng ta phóng tầm mắt xa một chút lấy tài phú là điều kiện tiền đề cho tự do thậm chí cơ sở tài phú là sự đảm bảo và điều kiện vật chất cho chúng ta sinh tồn và phát triển nếu như không có nó, xã hội chúng ta sẽ là cái thời ăn lông ở lỗ, ngay cả ăn chẳng có đủ no, bị thú dữ quấy nhiễu, bệnh tật dài dò, tự do ở đâu mà ra. Nhân loại từ biết cách lấy lửa có sự phát triển tới giờ, sử dụng năng lượng hạt nhân, cách mạng công nghiệp thứ nhất giúp chúng ta lên được mặt trăng. Ben cứu giúp vô vàng sinh mệnh, tới ghép nội tạng, thậm chí là sửa chữa gen, giúp cho chúng ta nắm được sự tự do, kéo dài tuổi thọ, tích lũy tài phú cơ sở, giúp cho nhân loại tự do thực hiện hóa mộng tưởng. Trung Quốc của chúng ta từ tên lửa Trường Chinh đầu tiên cho tới thần châu số 7, đưa người vào quỹ đạo, đó là nhờ tài phú. Thành công đó giúp cho chúng ta có sự tự do theo đuổi ước mơ chinh phục tương lai, sáng tạo tài phú chính là để sử dụng theo đuổi tự do. Lý Hàn và Tiêu Húc đập tay với nhau một đoàn du hồi rất đẹp đường vũ khẽ vỗ tay nhưng mà vừa được mấy cái nhíu mày rơi vào trầm tư tu sáng đang chìm đắm trong khoái cảm của hero trong đô ta vừa móc lớp thành công thì lâm đặc nhiên phá vỡ hiện trường tĩnh lặng nghiền ngẫm này bạn thứ lỗi cho tầm nhìn của chúng tôi không có đủ xa thần châu số 7 là cái gì vậy trung quốc có ghi chép đưa được người lên quỹ đạo rồi sao theo tôi biết tháng 1 năm nay thần châu hai mới phóng thành công thôi tù sáng thấy trước mặt tối sầm quên mất rồi bây giờ mới là năm 2001 thôi sai lầm quá sơ đẳng rồi hỏng cho đội xanh lợi thế hơn khán giả tiếc núi, bình thường lỡ mồm có thể nói lại lúc này đã bị đối phương tóm lấy thì rơi xuống hạ phong rồi mấy vị giám khảo lắc đầu biểu thị tiếc núi cho nhầm lẫn không đáng phủ nhận hết tư tưởng trước đó. Bên cái đội đỏ, chủ biện Dương Hiểu Minh hỏi nhỏ Tô Sáng. Nhầm lẫn sao? Thấy Tô Sáng cười khổ gật đầu, thoáng suy nghĩ rồi mới trấn ngang. Yên tâm, không sao đâu, kéo dài thời gian đi, cho đối phương lợi dụng trước. Đối diện với ánh mắt chăm chọc của Lâm Lạc Nhiên, Tô Sáng tạm thời đánh lạc hướng. Có phải ý của đối phương cho rằng chúng ta không có khả năng đối tiếp Mỹ và Liên Xô đưa người lên không gian Triệu Chi Đồng đúng đỉnh đứng dậy trả lời. Đương nhiên là không phải rồi, thần châu hai năm nay lên không gian, tuy là phi thuyền không có người, nhưng mà trạng thái cơ bản giống với phi thuyền có người. Trong phi thuyền mang theo vật liệu các lĩnh vực để mà thí nghiệm, ví như tế bào tim rùa, quan sát ảnh hưởng của môi trường không gian trên đó. Chứng tỏ công trình đưa người lên không gian của chúng ta vào giai đoạn gấp rút, có thể dự đoán trong 10 năm tới, sẽ có thay đổi lớn lao đối phương ngay cả tư liệu này cũng có sai sót chứng minh quá trình chuẩn bị không đủ không có nắm tường tận làm trò cười phải chăng đối phương coi cuộc biện luận là trò đùa tù sáng ra hiệu cho dương hiểu minh là mình có cách ứng phó rồi đứng lên nói có phải là trò đùa hay không tạm thời chưa nói tôi chỉ biết ngay cả biện thủ đối phương đều tự hào trình bày kỹ thuật tin tưởng đột phá trong tương lai của chúng ta chúng ta rời khỏi trái đất, đại biểu là chúng ta theo đuổi tự do, còn về phần thần châu 2, thần châu 5, thần châu 7, 10 hay là 12, đâu phải là vấn đề quan trọng. Tôi chỉ mượn nó để chứng tỏ đối phương không có tầm nhìn, không nhìn vào tư tưởng tôi đã bày tỏ, chỉ nhìn thấy những cái điều hạn hẹp thôi. Chúng ta biện luận về tự do lại không có tâm hồn tự do, thật là thất vọng. Những tiếng ồ vang lên khắp nơi thì ra cố ý đào bẫy sao? Thu hút phản chứng lý luận của họ. Đường Vũ lúc này tươi cười vỗ tay, mấy biện thủ của trường đại học Thượng Hải đập tay với Tô Sáng. Lúc đầu lo lắng, Tô Sáng không có thể thay thế Lưu Dương, giờ có thể yên tâm hẳn rồi. Tô Sáng thầm thở phào, hiểm thật. Tiếp đó, biện thủ của hai bên giao phòng đều không có phần hơn kém. Vào giai đoạn biện luận tự do, đồng tiểu dài nhèo mắt. Hôm nay cô giao quyền chủ trì cho Lâm Lạc Nhiên cho nên tránh phát biểu để cho Lâm Lạc Nhiên có thể phát huy hết khả năng, không bị gò bó. Không nghĩ đối phương cũng có một nhân vật năm thứ nhất thú vị như thế. Đỗng tiểu dài nổi hứng đứng dậy thông thả nói. Vừa rồi đối phương nói nhân loại từ xã hội ăn lông ở lỗ cho tới thời phát triển thông tin. Vậy tôi xin hỏi, thúc đẩy xã hội nhân loại tiến bộ, thứ xã hội nhân loại theo đuổi rốt cuộc là khoa học kỹ thuật hay là cái thứ được gọi là tài phú. Đầu tư cái lượng lớn tài phú là có phát triển tiến bộ khoa học kỹ thuật không? Vậy tài chính nghiên cứu khoa học mà Albert Einstein, Addison, Watt, Fenblin có phải là tài phú lớn nhất cái thời đó không? Còn nữa, hôm nay chúng ta thảo luận chỉ là tài phú có phải là tiền đề tự do hay sinh ra phương diện khác không tự do. Mong đối phương đừng có lái đề tài đi lung tung khán giả phía dưới phát ra bàn tán nhỏ. Đồng tiểu dài quả nhiên rất mạnh, vừa mới phát biểu đã loại bỏ luôn cái bẫy, không có hợp đề tài của tô sáng. Tôi lần đầu tiên nghe thấy khoa học kỹ thuật không có được tính là một phần của tài phú xã hội nhân loại đấy. Tài phú phải là tất cả cái thứ có giá trị sử dụng, bao gồm cả tinh thần và vật chất, mà tự do là quyền lợi tự do lựa chọn. Đối phương lại xa vào sự hạn hẹp trong khái niệm rồi, đây không phải là lạc đề. Dương Hiểu Minh không buông tha, tiếp tục phát huy bảy của tô sáng đã đào. Quyển 5, chương 39, cuộc thi biện luận. Đồng tiểu dài thi thầm với Lâm Lạc Nhiên. Em, cứ giữ nhịp của mình đi, đừng quên có ban giám khảo ở phía dưới đánh giá mấy trò mờ mép không có qua được mắt của họ đâu. Lâm Lạc Nhiên gật đầu, sau đó đứng dậy, đi về phía đội đỏ, xoay người ngồi lên bàn, nhìn về phía khán giả. Tôi nghĩ đối phương lại xa vào sai lầm rồi, đem cả tinh thần quy kết vào ý nghĩa tài phú mà chúng ta thảo luận. Nếu như nói đạo đức, lòng tin, sự tự hào là tài phú, vậy tôi có thể nói tự do cũng là một loại tài phú tinh thần rồi, có đúng không? Thế thì chủ đề của chúng ta sẽ là tài phú càng nhiều, tài phú cũng càng nhiều nhiều. Cái dòng tuần hoàng đó thì còn gì để mà chứng minh nữa? giả lại đối phương nói tới tầm cao của tinh thần giúp thoát khỏi sự trói buộc của mọi thứ không tự do vậy hôm nay chúng ta biện luận quan hệ tài phú và tự do hay là biện luận quan hệ cảnh giới tinh thần của đối phương cao thấp và tự do thế nào tô sáng nhìn bóng lưng của lâm lạc nhiên nha đầu này hấp dẫn như thế từ khi nào vậy chứ chỉ thoáng không có để ý lại đã thay đổi rồi nhất là kiểu trang điểm hôm nay loại bổ hết sự ngây thơ tăng thêm cái mùi vị thành thục nữ tính còn khiến cho người ta động lòng hơn lúc mà ăn mặc triều ngươi con trai nhưng mà khi ánh mắt của tô sáng vừa hướng xuống dưới thì thay đổi quan điểm tức thì cái quần jean xanh ôm khít lấy người mong tròn trịa đầy đặn như vẽ bằng con ba mê người khôn tả luôn chà nha đầu này định dùng mỹ nhân kế để lung lạc tinh thần của đối phương sao mắt đang bị hút vào cặp mông đó bất thình lình lâm lạc nhiên vỗ bàn rầm một cái làm tô sáng giật nảy mình đó không phải là tầm nhìn xa mà là diễn dòng lạc lối nói xong quay về chỗ ngồi hết hồn tim của tô sáng suýt nhảy ra ngoài rồi nha đầu đó cố ý biết chắc chắn mình sẽ nhìn vậy thì chúng ta xin hỏi ý kiến giám khảo đi ý kiến các thầy thế nào phạm kỳ dịch đi ra giảm nhiệt trong lòng sướng rơn không ngờ cái buổi biện luận hôm nay đặc sắc như thế. Mấy cái vị giáo sư gật đầu với nhau, sau đó một giám khảo đứng lên. Chúng tôi đồng ý với đội xanh, đội đỏ, làng màng, hãy tập trung vào chủ đề của chúng ta hôm nay. Phía đội xanh gian lên tiếng kiều đắc thắng, lâm lạc nhiên, vỗ tay với động tiểu dài. Xong nhìn thẳng vào tô sáng, cái càm nhỏ hơi nhếch lên thách thức. Tô sáng hận ngứa răng ngứa lợi, lại không có thể hiện ra phải tỏ ra không mãi mãi giận dỗi, ung dung bình thản, chính vì thế lòng càng khó chịu. Trong khi mà đội đỏ bàn bạc bà cách ứng phó, Tô Sáng nghĩ một chút, rời bàn đi tới trước mặt của Lâm Đặc Nhiên, nhìn thẳng vào mặt cô nàng, không nói gì. Lâm Đặc Nhiên không có chịu kém cạnh, trừng mắt nhìn lại. Đổng Tiểu Dài nhíu mày. "Này, cậu làm cái gì thế?" Đó không phải là luận chứng tuần hoàng, dĩ như tôi nói, Lâm Lạc Nhiên bạn nữ sinh rất là xinh đẹp vậy tức là nói bạn xinh đẹp không phải nói đó là luận chứng tuần hoàn bạn là một nữ sinh tô sáng nói xong quay về phía khán giả hất hai tay lên mọi người nói là có đúng không chứ đúng ở phía dưới đồng thanh hô mấy vị giám khảo cũng khẽ lắc đầu mỉm cười đa phần người hưởng ứng lời của tô sáng là nam sinh một số đứng dậy quýt sáo chỉ thấy cái buổi biện luận hôm nay quá tuyệt vời. Mỗi khi cuộc giao đấu tuy là căng thẳng nhưng khô khan, hai đội ai nấy ngồi một chỗ luôn phiền phát biểu. Phía dưới thi thoảng có tiếng vỗ tay lác đác, hay mà không đã. Nhất là hôm nay còn có thêm cả chút màu hồng lãng mạn vào, bảo sao cái đám sói lại không sôi lên sùng sục. Lâm lạc nhiên mặt đỏ lên, thầm nghĩ đây đúng là tù sáng mình quen rồi, quả nhiên phong cách cái mặt dày ba người Lý Hàn đưa mặt nhìn nhau, nhưng mà ngại Đường Vũ ở bên cạnh không có dám nói gì, chỉ ngầm giơ ngón tay cái lên. Bản lĩnh mặt dày của lão đại có thể phong thiên hạ vô địch rồi. Hôm nay, bất kể ai thắng ai thua, hắn là từ nay các em gái của Đại học Ngoại ngữ sẽ chửi tù sáng tối mặt vì cái hành vi ngã ngớn này. Đường Vũ, tù sáng thật là quá đáng, dám làm như thế trước mặt của bạn. Trịnh Thông Thông cách đồng đồng nhoài người tới nói đường vũ mặt thản nhiên khẽ lắc đầu không sao đâu không sao hả trình thông thông ngạc nhiên trông có vẻ đường vũ nói thật cô rất giỏi quan sát nét mặt của người khác được rồi đường vũ không có để ý thì thôi sao mà cậu cứ như là bản thân bị phụ tình vậy đồng đồng đẩy trình thông thông ra trình thông thông hơi chột dạ hư một tiếng không có nói thêm nữa Đổng tiểu dài càng là muốn ăn tươi nuốt sống tù sáng. Cái tên nhóc này dám công khai triêu ghẹo nữ sinh trường của mình. May mà đây là đại học Thượng Hải, nếu ở đại học ngoại ngữ, dám cái fan hâm mộ của Lâm Lạc Nhiên cho y đủ đòn rồi. Có trăm cái miệng cũng vô dụng thôi. Thưa ban giám khảo, hành vi của đối phương là không thỏa đáng. Thạch quốc dân giáo sư Khoa Văn Bác đứng dậy làm cái tổng kết nhỏ để quá giải không khí, nhiệt liệt hưng phấn do tô sáng gây ra, sau đó trả lời đội xanh. Mọi người thả lỏng một chút không có hề gì, cơ trí và khôi hài cũng có thể coi là một pháp bảo giành chiến thắng, không nhất thiết cần phải thắng như thế. Tôi thấy biện thủ này của Đại học Thượng Hải dù mang tính chất ngụy biện, song thể hiện đầy đủ sự hài hước. Tôi thấy biện thủ này ở phía Đại học Thượng Hải dù mang tính chất ngụy biện, song thể hiện đầy đủ sự hài hước. Rồi quay sang cái đội đỏ, các em nên hạn chế hành vi này. Nếu không có chiến thắng về cuộc thi nhưng mà thua về chân lý, không phải là mục đích cuối cùng của chúng ta. Mọi người đều gật đầu tán thành. Vị giáo sư này nói vừa có tình vừa có lý. Đội xanh chụm đầu bàn bạc. Triệu Chí Đông là một người có phần khô khan cứng nhắc. Cuộc biện luận diễn ra lung tung như thế, hắn quy hết cho lỗi của Lâm Lạc Nhiên. Tất nhiên không có thể thiếu tên sinh viên năm thứ nhất vô lại kia chỉnh lý lại tài liệu đứng dậy phát biểu ý đồ kéo mọi thứ trở lại quỹ đạo phải có của cuộc thi biện luận hôm nay từ nhỏ tôi đã thích đi du lịch rồi bắt đầu là ở xung quanh thượng hải rồi tới giang tô chiết giang hàng châu tây hồ rồi tới hoàng sơn hóng gió lên thái sơn nhìn thiên hạ tới bắc kinh quảng châu dân nam uống ba loại trà đạo ngồi thất thần dưới cây si cổ thụ giữa cổ thành lệ giang về sau du lịch ở trong nước đã không còn thỏa mãn tôi được nữa tôi mới liền đi thụy sĩ hy lạp mỗi lần mà đi những nơi đó tôi đều mong có cha mình cùng đi tiếc rằng cha của tôi là phó giám đốc công ty liên danh vì công việc ông ấy chỉ có thể cho tôi tiền thôi cha tôi nói làm việc để mà thỏa mãn nguyện vọng của tôi cha tôi phải từ bỏ tự do để sáng tạo tài phú cho tôi Tôi thì không có cha đi cùng mà không vui nên tài phú nhiều cho tới mấy cũng không khiến cho người ta có được tự do đích thực. Triệu Chí Cương rời bàn phân phát tài liệu cho đội đỏ và ban giám khảo sau đó quay trở lại tiếp tục nói Bên phía chúng tôi có con số điều tra mọi người phân tích một chút sẽ tự có câu trả lời Theo điều tra của công ty Zero toàn xã hội có tới 60% trí thức trong quá trình theo đuổi tài phú, bị áp lực cực lớn của công việc làm cho suy giảm sức khỏe, rối loạn tinh thần stress ở mức độ khác nhau. Còn tạp chí Richter điều tra được có trên 70% quản lý cao cấp các xí nghiệp mắc bệnh ngầm về tâm lý. Một điều nữa, tôi nghĩ ai cũng thấy, đó là xã hội ngày càng phát triển, tài phú ngày càng nhiều, mức độ stress càng gia tăng. Xin hỏi phe đỏ là tâm thái của bọn họ có vấn đề? hay là do luận điểm của các bạn có vấn đề. Triều Chí Đông tấn công rất là có lực, hắn có tài phú, có tư cách thảo luận về tài phú, rốt cuộc là tự do hay là mất tự do. Tạm thời chưa nói có phải là hắn làm ra cái vẻ vô tình biểu hiện cảm giác ưu việt của mình không. Chỉ nhìn con số điều tra cẩn thận này, hắn có tư cách lên tiếng. Các bạn vừa nghe xong tập 69 Thanh Xuân Bất Diệt cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái chào tạm biệt